Nghệ sĩ Hồng Đào gầy gò sau khi ly hôn Quang Minh. Hồng Đào tươi tắn khoe ảnh bên hai con gái sau thời gian nhập viện vì bị kiệt sức. Tuy nhiên, lộ xương mặt gầy guộc xanh xao, người hâm mộ cảm thấy xót xa. Hồng Đào tươi tắn bên hai con gái trong ngày sinh nhật sau khi về nhà tịnh dưỡng vì kiệt sức. Nhưng hình ảnh gầy guộc lộ xương của cô khiến nhiều người thấy xót xa. Hồng Đào lần đầu chia sẻ sau thời gian bệnh phải nhập viện. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Đào đã có những chia sẻ đầu tiên sau nhập viện vì kiệt sức. Khoe ảnh bình yên bên hai con gái trong ngày sinh nhật, Hồng Đào khiến nhiều người thương xót vì lộ hình ảnh quá gầy guộc cùng với khung xương vai lõm sâu và trơ ra, cô viết. Ngày sinh nhật thật nhẹ nhàng với Vicky và Tí Tẹo, nhưng đây Hồng Đào cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả sự quan tâm lo lắng của mọi người thân yêu xung quanh. Cuộc sống này quá tươi đẹp, tôi sẽ trở lại nhanh với công việc. Hồng Đào vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn, nhưng nhiều người nhận xét cô đã gầy đi trông thấy sau thời gian nhập viện vì suy nhược cơ thể. Nữ nghệ sĩ tươi tắn khoe ảnh vui vẻ bên hai con. Nữ nghệ sĩ cho biết hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Sau khi chia sẻ hình ảnh, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đã bình luận nhắn Hồng Đào hãy giữ gìn sức khỏe. Diễn viên Gia Bảo, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, Đan Nguyên, Hồng Ngọc, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Lê Phương, Hoa hậu Thu Hoài đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hồng Đào. Hồng Vân, chị ơi sinh nhật khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ chị nhé. Hồng Ngọc, chúc mừng sinh nhật chị của em, tuổi mới khỏe mạnh an nhiên chị nhé. Thu Hoài, lớp du chị yêu. Lưu Hoàng Gia Bảo, happy birthday Thúy Liễu của con. Vũ Ngọc Đảng, em chúc mừng sinh nhật chị, em chúc chị tuổi mới luôn vui tươi và thật khỏe mạnh nha chị ơi. Lê Phương, để Mị nói cho mà nghe, hai Mị cân lắm luôn, chúc mừng sinh nhật chị Đào nhé, chúc chị mọi điều tốt đẹp và an lành nhé. Nhiều bình luận của bạn bè đồng nghiệp đã chúc mừng sinh nhật đến nghệ sĩ Hồng Đào. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ Hồng Đào. Chị ơi tuổi mới nhiều niềm vui mới, mong chị em ta lúc nào cũng hề hước, vui nhộn thế này chị nhé. Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Hồng Đào nhập viện vì bị kiệt sức sau ly hôn Quang Minh. Cách đây vài ngày trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải ảnh vào bệnh viện thăm nữ diễn viên Hồng Đào tại Mỹ. Theo chia sẻ của cô, nghệ sĩ Hồng Đào bị suy nhược cơ thể, nhưng may mắn là cô vừa được xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Dù bận nhiều công việc nhưng Hồng Vân đã sang tận nơi thăm hỏi Hồng Đào. Tháng 7 vừa qua, cư dân mạng vô cùng tiếc nuối khi Hồng Đào thừa nhận ly hôn Quang Minh sau 24 năm chung sống. Theo các nguồn tin, cặp đôi nghệ sĩ đã ly thân 2 năm nay. Trước khi công bố chia tay, từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh hai con gái. Nhưng trong bài phỏng vấn, Quang Minh chia sẻ vợ chồng anh có sự khác biệt trong tính cách. Việc Hồng Đào Quang Minh tan vỡ đã khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi ly hôn Quang Minh, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tâm trạng thoải mái và vẻ ngoài tươi tắn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình và các vai diễn trên sân khấu phim ảnh. Hy vọng mỗi dịp đặc biệt cả hai sẽ hội ngộ cùng nhau với các con.